Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Em kéo những cánh cửa nào mà phát sáng thì nhấp nháy thì các bạn sẽ mở ra được, và những cánh cửa nào mà không nhấp nháy phát sáng thì sẽ không mở ra được đâu. Ok, mình sẽ mở những cái này ra. Chỗ này hết rồi, xong phòng tiếp theo. Let's go. Một cái cửa. Ma này thì nó sẽ không vào được bên trong những căn phòng, cho nên nó chỉ đi ở ngoài hành lang thôi. Thì các bạn sẽ không phải sợ, khi gặp nó thì các bạn sẽ vào một căn phòng nào đó thì bất kỳ thì nó sẽ không vào được bên trong. Nó lại xuống tầng dưới rồi. Bây giờ mình đã bò lên trên thôi. Let's go. Rồi mình sẽ đi lên đây. Mình nhớ đang gần đây. Khi các bạn có cưa, các bạn sẽ cưa được những cái tấm gỗ này. Lên trên này thì các bạn sẽ xuống một điểm bất kỳ. Chắc đó chính là tầng 1. Ok. Và bà ta đang ở tầng 2 thì các bạn sẽ đi xuống tầng 1. Thì tầng hầm. Các bạn đi xuống tầng hầm, nó tìm, nó lại xuống tầng 2 rồi, nó lại xuống tầng 1 rồi. Wow, ok, hãy trốn trong đây thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ hai, It Horror Club. Let's go. Chapter 1. Một tấm bản đồ. Oh man. Ok, xong phần tiếp theo. Thank you.
bước chân ông ta đang đi lại gần đây. Đợi ông ta đi xuống dưới, sau đó thì mình mới chạy trốn ra được. Đây là phòng ăn, một bò riêu. Tìm một con dao ở đây. Đây rồi. Let's go. Wow, ông ta đang ở gần đây. Oh my gosh. Chạy thôi. Cho ông ta nghe mình đi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào căn phòng này và cứu anh chàng này ra. Anh chàng này đang bị một con điện cắn. Let's go. Ok, đây là chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện. Wow, lại gặp ông ta, điền lại thôi. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng, mở cánh cửa đây ra. Ông ta lại quay lại tài thất.
Francis. Wow. Xem có chữ số đây không. Đây rồi, 9160. Wow. Chín một sáu không. Đi xa một lúc, sau đó thì mình sẽ mở cái kia ra. Không ta nghe thấy tiếng là các bạn sẽ phải chạy đi. Ok, đóng vào luôn. Okay, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ ba, Roblox. Let's go. Pick a. Chạy thôi. Ông ta vào đây coi như mình hết đường thì chạy luôn. Trên này không biết có gì không. Ở đây xem các bạn trẻ đã làm gì chưa. Wow, các bạn chưa làm. Mở cửa ra luôn nào. Rồi mình sẽ xuống dưới tìm những chiếc chìa khóa sao. Ah!
Wow. Những chàng kia đã bị bắt hết rồi. Đây, chiếc xì quá màu xanh. Let's go. Green cây. Rồi, đi tiếp vào đây xem có gì không. Ông ta đang ở xung quanh đây. Ok. Oh my gosh. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ tư. Slender Rushing. Let's go. Các bạn phải đi xung quanh map bản đồ này và tìm những bức hình gắn ở trong map bản đồ này. Chỗ này là cụt rồi, đi ra ngoài nào. Đây, gần đây có một cột. Xem đường này có đi được không? Đi được rồi. Không đi được, bắt buộc phải đi đường bên kia. Ok, chụp cây. Bức hình đầu tiên. Khi các bạn nhảy được bức hình đầu tiên thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng chân của ông Slenderman. Ông ta bước rất hùng dũng. Sâu bên trong này xem có gì không. Wow, gặp ngay ông ta rồi. Đi vào trong lùm cây đây. Lại gặp ông ta. Oh my gosh. Không có gì ở đây. Các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 bức hình. Rồi mình sẽ đi vào trong sâu đây, biết đâu lại có. Không có gì ở chỗ này. Rồi sau đó đi xung quanh tìm tiếp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 5. Slender Rina 2D. Bật lên. Bật lên. Let's go. Rồi, phòng thứ hai. Wow, phòng này toàn là máu me thôi. Không có gì ở trong này.
số 7. Let's go. Cần phải có chiếc chìa khóa thì bắt đầu mới vào được bên trong. Thế thì mình đã phải đi đường này rồi. Ok. Một chiếc búa. Rồi đi vào trong đây thôi. Let's go. Mở cánh cửa đầu tiên cũng không mở được, bắt buộc phải có chìa khóa cơ. Chỉ số 5. Oh my gosh, I see you. Thêm một mã số nữa thì mới mở được cánh cửa mà có cánh cửa điện. Oh my gosh. Wow, đi rồi. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Ok. Và ta đã xuống đây rồi. Rồi mình sẽ chui xuống đây luôn. Ok, let's go. Dưa cắt luôn. Oh my gosh.
và ta lên đây nhanh thật. Stickman Zai Brush, let's go. Выручи меня, братан. Скоро буду. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, The Cloud. Đây là tựa game một gã hề rất là hung dữ. Let's go. Wow. Đây là nút nhảy rồi, ok. Mình sẽ nhòm thử xem ông ta đang đâu. Hồ nhà rất là rộng. Bắt đầu đột nhập vào trong này. Ấn chuông, sau đó chạy đi. Ông ta bắt cóc một người. Giọng này rất là khiếp. Ui, ông ta đang ngay sau mình. Oh my god. Oh my god. Wow, đi rồi. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.